Rồi, hello toàn thể quý vị, anh chị em, khách hàng yêu quý thân thương của Tuấn Cương. Hôm nay Tuấn Cương làm một video clip chuyên về các cái dòng sản phẩm CSH 150 2018, 2020 và 2021, cái mẫu mới cá trê này cho anh chị em nhé. Bây giờ Tuấn Cương sẽ báo giá lần lượt từng xe một. Đây, Tuấn Cương sẽ báo giá cho anh chị em chiếc đầu tiên. Đấy, chiếc xe này là SH150 phiên bản trắng đen Sport. Bản này là bản 2021 quý vị anh chị em nhé, trắng đen Sport 2021. Xe là trong tình trạng rất là mới luôn anh chị em. Bao công chứng, bao giấy tờ cho anh chị em, bao bảo hành 12 tháng về máy cho anh chị em nhé. Giá bán cho quý vị anh chị em giá cực kỳ hợp lý trong cái buổi live đại hà giá ngày hôm nay. Một chiếc SH150 2021 giá chỉ có 89.500.000 là bao công chứng giấy tờ nhé. Đấy, con màu trắng đen. Và đây, kế bên em này là một con màu đen bóng Sport, cũng là 2021 luôn quý vị anh chị em. Đó, tất cả xe là bao zin cho anh chị em hết, mẫu cá trê với giá chỉ có 83.500.000 bao công chứng giấy tờ cho quý vị anh chị em nhé. Đó, 150 luôn. Rồi, một con 150 màu đỏ đen Sport. Bản này là bản có ABS rồi anh chị em nhé. Đỏ đen Sport rất là mới luôn. Bao cho anh chị em là zin hết đấy. Bán cho anh chị em là 95.000.000 bao công chứng giấy tờ. Đấy, hỗ trợ anh chị em chiếc xe mà toàn bộ xe là biển thành phố Sài Gòn hết nha anh chị em, không có xe biển tỉnh đâu. Hôm nay là đại hạ giá cho anh chị em luôn. Một con tiếp theo là một con cũng màu xám xi măng. Con này thì 150 ABS xám xi măng rất là đẹp luôn anh chị em nhé. Đó, ABS luôn. Thì con này bán cho anh chị em là 98.500.000 đồng, bao sang tên chính chủ cho anh chị em tại Sài Gòn. Đấy, bao sang tên chính chủ cho anh chị em tại Sài Gòn luôn nhé. Là 150 ABS màu xám xi măng, 98.500.000 bao công chứng cho anh chị em tại Sài Gòn. Kế đến một con 2018 ABS. Đó, và cái mẫu này là mẫu cũ anh chị em nhé. Mẫu này là mẫu cũ. À, thì cái mẫu cũ này thì cũng rất là ít trên thị trường hiện nay. Đấy, đa phần là cái màu cái mẫu cá trê đời mới này này. Đấy, còn con này thì là con mẫu cũ. Thì con này là ABS 150 đời 2018. Đấy, tất cả xe rất là liền lạc sạch sẽ, máy là bao zin cho anh chị em. Và giá bán cực kỳ hợp lý cho anh chị em trong cái buổi live đại hạ giá này hôm nay. Bởi vì hôm nay là Tuấn Cương đại hạ giá cái xe SH này, là bởi vì là Tuấn Cương còn rất nhiều những cái dòng xe SH như này cái giá mới hiện nay, cho nên là Tuấn Cương đại hạ giá cho anh chị em để anh chị em tham khảo lựa chọn. Thì cái con tất cả từ con 2018 cho tới những cái mẫu cá trê này là anh chị em mua thời điểm này là Tuấn Cương đều hạ giá cho anh chị em hết nhé. Và đều là biển số thành phố này. Và tất cả những cái xe này là đều đầy đủ phụ kiện theo xe hết, không có thiếu bất cứ một cái gì hết luôn nhé anh chị em. Rồi, và con này thì giá vừa nãy là chưa báo cho anh chị em. Đấy, con này là bán cho anh chị em cán giá cực kỳ hợp lý, 150 ABS. À, phom cũ thì con này bán cho anh chị em giá cực kỳ hợp lý, chỉ có 75.500.000 bao công chứng giấy tờ. 75.500.000 bao công chứng giấy tờ nhé. Thì quý vị anh chị em mà quan tâm bất cứ sản phẩm nào thì Tuấn Cương hứa anh chị em nào coi cái like này lên thì Tuấn Cương sẽ có ưu đãi cho anh chị em nữa. Ngoài cái vấn đề bao ship xe này, bảo hành máy 12 tháng này. Và tất cả những cái xe Tuấn Cương bán ra đều có trách nhiệm bảo hành máy cho anh chị em đúng như lời Tuấn Cương nói. Và giấy tờ thì bao cho anh chị em. Đấy, với những cái sản phẩm này thì bên Tuấn Cương còn rất nhiều những cái sản phẩm ở phân khúc vừa tiền cho anh chị em lựa chọn nữa. 125, rồi là ABS, CBS này. Đó, thì anh chị em quan tâm thì để lại số điện thoại này, hoặc là liên hệ với Tuấn Cương, số điện thoại trên màn hình. Đây, số điện thoại và địa chỉ của Tuấn Cương đây. Đó, địa chỉ 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nhá anh chị em. Rồi, và đây bên Tuấn Cương còn có cả cái hệ thống trả góp qua thẻ tín dụng đây quý vị anh chị em. Đấy, anh chị em có thẻ tín dụng ngân hàng thì Tuấn Cương sẽ hỗ trợ anh chị em cà thẻ chuyển đổi sang góp 12 tháng cho anh chị em. Và anh chị em nào không có thẻ mà xài căn cước công dân thì Tuấn Cương sẽ có một đội ngũ ngân hàng làm việc góp qua thẻ tín dụng hoặc là góp qua căn cước công dân, thì với điều kiện anh chị em không có nợ xấu nhé. Rồi, và hiện tại thì bên Tuấn Cương còn rất nhiều những cái sản phẩm như thế này, cũng như những cái dòng sản phẩm Vespa. Bên Tuấn Cương là chuyên Vespa và SH,
thì quý vị anh chị em quan tâm con nào thì để lại số điện thoại và ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh hộ Tuấn Cương nhé. Rồi bây giờ Tuấn Cương xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị em tại cửa hàng 148-150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp quý vị anh chị em tại